Chào mừng em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 4 Mời các em mở sách giáo khoa của môn toán lớp 4 Trang 85 Bài thương có chữ số 0 Đầu tiên mời các em làm bài tập số 1 Đặt tính rồi tính A nhỏ 8750 Chia cho 35 Bằng bao nhiêu Bao giờ cũng vậy Các em nhớ là chia từ trái sang phải 8 không chia được cho 35 Các em lấy 87 chia cho 35 Thì các em ước tính được khoảng 2 lần Cách ước tính như thế nào thì các em đã được học rất nhiều từ các bài trước Sau đó các em lấy 2 nhân ngược lên với 35 2 x 5 bằng 10 Lấy 17 Trừ 10 bằng 7 Viết 7 như 1, 2 x 3 bằng 6, thêm 1 là 7, và lấy 8, trừ 7 bằng 1. Tiếp theo, hạ 5 cạnh 17, được 175. Lấy 175, chia cho 35, thì các em ước tính được khoảng 5 lần. Sau đó, lấy 5 x 5 bằng 25, lấy 25 trừ 25 bằng 0, viết 0 như 2. 5 x 3 bằng 15, thêm 2 là 17, và lấy 17, trừ 17 bằng 0. Tiếp tục, các em hạ 0 xuống. Bây giờ lấy 0, chia 35, thì các em sẽ được 0 lần, viết 0. Như các bài trước, thì các em sẽ lấy 0 nhân ngược lên với 35, 0 x 35 bằng 0, và lấy 0, trừ 0 bằng 0. Làm như vậy, thì nó rất là dài dòng thì để đơn giản hơn và ngắn gọn hơn thì các em chỉ cần viết không không chia 35 bằng không thế là xong đây chính là bài thương có chữ số 0 thì từ bài hôm nay khi thương có chữ số 0 thì các em không cần phải nhân ngược lại mà các em chỉ việc tiếp tục chia hoặc là kết thúc phép chia như vậy là 8.750 chia 35 bằng 250 Tiếp theo 23.520 Chia cho 56 bằng bao nhiêu Các em chia từ trái sang phải 23 Bé hơn 56 23 không chia được cho 56 Các em lấy 235 Chia cho 56 Các em ước tính được khoảng 4 lần 235 chia 56 Được khoảng 4 lần Sau đó các em lấy 4 x 6 bằng 24

thêm 1 là 11 và lấy 11 trừ đi 11 bằng 0. Tiếp tục em hạ 0 xuống để chia. 0 chia 56 thì em được 0 lần. Em viết 0. Như vậy là xong. Em không cần phải lấy 0 nhân ngược lên với 56 để làm gì. Viết như vậy thì nó rất là dài dòng và nó không cần thiết. Như vậy là 23.520 chia 56 bằng 420. Tiếp theo là 11.780 chia cho 42, bằng bao nhiêu? Ở đây, các em cũng chia từ trái sang phải. 11 không chia được cho 42, lấy 117 chia cho 42, các em ước tính được khoảng 2 lần. Sau đó lấy 2 x 2 bằng 4, lấy 7 trừ 4 bằng 3. 2 x 4 bằng 8, lấy 11 trừ 8 bằng 3. Tiếp tục hạ 8 cạnh 33.

các em được 0 lần. Và các em viết 0, như thế là xong. Các em không cần phải lấy 0 nhân 42 bằng 0 và lấy 20 trừ đi 0 bằng 20. Như vậy là 11.780 chia cho 42 bằng 280 và dư 20. Bây giờ các em sang câu B là 2996 chia cho 28 bằng bao nhiêu? Các em chia từ trái sang phải. 2 không chia được cho 28 lấy 29 chia 28 được một lần sau đó lấy 1 nhân ngược lên với 28 1 x 28 bằng 28 lấy 29 trừ 28 bằng 1 tiếp tục hạ 9 cạnh 1 được 19 lấy 19 chia cho 28 thì được 0 lần các em chỉ cần viết 0 là xong không cần phải lấy 0 nhân ngược lên với 28 làm gì rất là dài dòng không cần thiết

Tiếp tục là 2420 chia cho 12 bằng bao nhiêu? 2 không chia được cho 12, lấy 24 chia 12, em được 2 lần. Sau đó lấy 2 x 12 bằng 24 và lấy 24 trừ 24 bằng 0. Tiếp tục hạ 2 xuống, lấy 2 chia 12, em được 0 lần. Em viết 0 là xong, không cần phải lấy 0 nhân ngược lên làm gì. Tiếp theo là em hạ luôn, 0 xuống cạnh 2, được 20 lấy 20 chia cho 12 em được một lần sau đó lấy 1 nhân ngược lên với 12 bằng 12 và lấy 20 trừ đi 12 bằng 8 như vậy 2420 chia 12 bằng 201 và dư 8 tiếp tục là 13.870 chia cho 45 bằng bao nhiêu 13 không chia được cho 45 lấy 138 Chia 45 Em ước tính được khoảng 3 lần Tiếp theo Lấy 3 x 5 bằng 15 Lấy 18 15 bằng 3 Viết 3 như 1 3 x 4 bằng 12 Thêm 1 là 13 Lấy 13 13 bằng 0 Tiếp tục hạ 7 cạnh 3 được 37 Lấy 37 Chia 45 37 bé hơn 45 cho nên 37 Chia 45 em được 0 lần Em viết 0 luôn không cần phải nhân ngược lên làm gì

Tiếp theo các em sang bài tập số 2 Bài tập số 2 có nội dung như sau Một máy bơm Trong 1 giờ 12 phút bơm được 97.200 lít nước vào bể bơi Hỏi trung bình mỗi phút máy đó bơm được bao nhiêu lít nước Muốn giải được bài toán này Đầu tiên các em cần phải tóm tắt được nội dung của bài toán 1 giờ 12 phút thì bơm được 97.200 lít nước Như vậy một phút thì bơm được bao nhiêu nít Ở đây muốn biết mỗi phút máy bơm đó bơm được bao nhiêu lít nước thì các em lấy tổng số lít bơm được là 97.200 các em chia cho tổng số phút mà máy bơm chạy là bao nhiêu phút ở đây đơn vị thời gian là 1 giờ 12 phút thì bơm được 97.200 lít như vậy đầu tiên các em phải đổi 1 giờ 12 phút bằng bao nhiêu phút? Đầu tiên các em đổi 1 giờ 12 phút bằng bao nhiêu phút? 1 giờ bằng 60 phút. 1 giờ 12 phút bằng 60 cộng 12 và bằng 72 phút. Do đó trung bình mỗi phút máy đó bơm được số lít nước là? Các em lấy tổng số lít bơm được. 97.200 lít Các em chia cho tổng số phút là 72 97.200 chia cho 72 bằng 1.350 Bên vị đo đây là lít Như vậy các em có đáp số là 1.350 lít Bây giờ mời các em sang bài tập số 3 Bài tập số 3 có nội dung như sau Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m. Chiều dài hơn chiều rộng là 97m. A nhỏ tính chu vi mảnh đất đó. B nhỏ tính diện tích mảnh đất đó. Tương tự như các bài toán khác, đầu tiên em cần phải tóm tắt được nội dung của bài toán. Mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m. Chiều dài hơn chiều rộng là 97m. Ở đây em có chiều dài hơn chiều rộng là 97m. Tổng độ dài hai cạnh liên tiếp là 307m. Ở đây chúng ta có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp, hai cạnh liên tiếp chính là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Tổng độ dài hai cạnh liên tiếp chính là tổng độ dài của chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật Ở đây tổng của chiều dài và chiều rộng Hình chữ nhật là 307 m Chiều dài hơn chiều rộng là 97 m Như vậy các em đưa bài toán về dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Chiều dài các em coi là số lớn và chiều rộng các em coi là số bé Tổng hai số bằng 307 Hiệu hai số là 97 Như vậy tìm hai số rất là dễ dàng Muốn tìm số lớn thì các em lấy tổng cộng hiệu chia 2 và muốn tìm số bé thì các em lấy tổng trừ hiệu chia 2. Khi biết chiều dài và chiều rộng thì các em dễ dàng tính được tính được chu vi và tính được diện tích của mảnh đất. A nhỏ chu vi bằng bao nhiêu? B nhỏ diện tích bằng bao nhiêu? Ở đây các em biết là chu vi của hình chữ nhật thì được tính bằng chiều dài cộng với chiều rộng được kết quả bao nhiêu nhân với 2. Ở đây em biết được chiều dài cộng với chiều rộng bằng 307 rồi, 307 mét rồi. Như vậy em chỉ cần nhân với 2 thì em tính được chu vi. A nhỏ, tổng độ dài hai cạnh liên tiếp của hình chữ nhật chính là tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Vậy chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là chu vi thì bằng chiều dài cộng với chiều rộng được kết quả bao nhiêu nhân với 2. Ở đây các em biết chiều dài cộng với chiều rộng bằng 307 307 m. Như vậy các em chỉ việc lấy 307 nhân với 2 bằng 614 614 m thì đây chính là chu vi của mảnh đất hình chữ nhật. Câu B là các em tính diện tích, muốn tính diện tích thì phải biết được chiều dài bằng bao nhiêu và chiều rộng bằng bao nhiêu. Diện tích của hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Đầu tiên, chúng ta có chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là Chiều dài chính là số lớn. Muốn tìm số lớn các em lấy tổng cộng với hiệu chia cho 2. 307 cộng với 97 được kết quả bao nhiêu các em chia cho 2? Thì sau khi tính toán các em tính được kết quả bằng 202 m. Chiều dài bằng 202 m. Muốn tính chiều rộng. Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là các em lấy tổng trừ đi chiều dài. Tổng là 307 trừ đi chiều dài là trừ đi 202 bằng 105 m. Chiều dài bằng 202 m và chiều rộng bằng 105 m. Như vậy diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là các em lấy chiều dài nhân với chiều rộng. 202 nhân với 105 bằng 21.210 m2. Như vậy các em có đáp số là A nhỏ chu vi là 614 m. B nhỏ diện tích là 21.210 m2. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online. Đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh học toán online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.